Tòa nhà Sao Mai Building tọa lạc tại ngay 19 Lê Văn Lương. Từ tòa nhà có thể kết nhanh chóng tới những khu vực trung tâm và phía tây thành phố thông qua những tuyến đường lớn như Hoàng Đạo Thúy, Láng Hạ, Tô Hữu, Quốc Duy Tiến, tạo điều kiện lý tưởng cho các doanh nghiệp giao thương và tiếp cận đối tác khách hàng. 7 phút tới trung tâm hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội. 10 phút di chuyển tới bến xe Mỹ Đình, khu liên hợp thể thao quốc gia. 400m tới ngã tư giao cắt Lê Văn Lương đường Láng Hạ. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.